Bạch Thế Tôn, nếu tự tánh của tất cả pháp đều không, hoàn toàn không có tác dụng phân biệt và thể tướng chân thật, thì các đại Bồ Tát làm sao tu học sáu pháp Ba La Mật Đa Bố Thí vân vân để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật dạy: Thiện hiện, khi các đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu học sáu pháp Ba La Mật Đa, thường nghĩ hữu tình ở thế gian, tâm luôn luôn bị điên đảo, đắm chìm trong khổ sanh tử, không thể tự thoát được. Nếu ta chẳng tu thắng hạnh bằng phương tiện thiện xảo, thì không thể cứu vớt khổ sanh tử cho họ. Ta phải vì các loài hữu tình mà siêng năng tu phương tiện thiện xảo, về bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, mau hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu vớt đại khổ sanh tử cho các hữu tình. Sau khi nghĩ vậy, đại Bồ Tát vì các hữu tình mà xả bỏ tất cả những vật bên trong lẫn bên ngoài. Xả bỏ rồi lại nghĩ, đối với những vật này ta hoàn toàn không có gì để xả bỏ. Vì sao? Vì tự tánh của vật trong lẫn ngoài này đều không, chẳng phải của riêng ta. Nhờ sự quan sát này, đại Bồ Tát ấy tu hành bố thí ba la mật đa, mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy trọn đời chẳng phạm giới. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy thường nghĩ như vậy: ta vì các hữu tình mà cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, quyết định không nên sát sanh cho đến tà kiến, cũng nhất định không cầu cảnh diệu dục và lạc thú của chư thiên, cũng nhất định không cầu địa vị nhị thừa, chỉ tự mình giải thoát. Nhờ sự quán sát này, đại Bồ Tát ấy tu hành tịnh giới ba la mật đa, mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy không tức giận các hữu tình, giả sử luôn bị người hủy báng lăng nhục, cắt xẻ thân ra từng mảnh, chịu nhiều khổ não, cũng không có một tâm niệm ác. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy quan sát tất cả âm thanh như tiếng vọng trong hang, sắc như chùm bọt nước nên không sân giận. Nhờ sự quan sát này, đại Bồ Tát ấy tu hành an nhẫn ba la mật đa, mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy vì các hữu tình mà siêng năng cầu pháp lành cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trong thời gian ấy không bao giờ giải đãi. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy thường nghĩ, nếu ta giải đãi thì không thể cứu vớt tất cả hữu tình xa lìa khổ lớn sanh tử, cũng không thể nào đắc trí nhất thiết trí. Nhờ sự quan sát này, đại Bồ Tát ấy tu hành tinh tấn ba la mật đa, mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy vì các hữu tình nên siêng năng tinh tấn tu thắng định cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bao giờ có tâm loạn động, tham sân si vân vân. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy thường nghĩ, nếu ta có tâm loạn động, tham sân si thì không thể thành tựu việc làm lợi ích cho mọi người, cũng không thể chứng quả vị Phật. Nhờ sự quan sát này, đại Bồ Tát ấy tu hành tịnh lự ba la mật đa, mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy vì các hữu tình không lìa bát nhã ba la mật đa, cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, luôn siêng năng tinh tấn tu học thắng tuệ vi diệu. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy thường nghĩ, nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì ta không thể thành thục các hữu tình, cũng không thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nhờ sự quan sát này, đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa, mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhân duyên này, mặc dù tự tánh của tất cả pháp đều không, hoàn toàn không có tác dụng, thể tướng chân thật, nhưng các đại Bồ Tát siêng năng tu hành sáu pháp ba la mật đa thì cũng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sáu pháp ba la mật đa này tánh không khác nhau, tất cả đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì, thì tại sao nói bát nhã ba la mật đa đối với năm ba la mật đa là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là vô thượng? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói, sáu pháp ba la mật đa, bố thí vân vân, tánh không khác nhau, tất cả đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì. Nếu không có bát